Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, tuyến trùng không còn xa lạ với bà con nông dân canh tác trên địa bàn Lâm Đồng. Ngoài gây hại trên các loại cây công nghiệp như cà phê, thì tuyến trùng còn gây hại trên các loại cây lấy củ như khoai tây, cà rốt, khiến củ bị biến dạng, dẫn đến giảm năng suất chất lượng. Vậy làm thế nào để phòng trị tuyến trùng? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Từ những năm 2010-2012, hiện tượng cà rốt bị biến dạng đã khiến rất nhiều nông dân trồng cà rốt điêu đứng. Thời điểm ấy, lúc thu hoạch có đến 40% sản lượng củ bị biến dạng, với nhiều hình thù như hình củ chĩa có nhiều nhánh phụ chẻ đôi, chẻ ba, hình củ mọc lông dài thành từng chùm, xếp thành từng hàng, hình củ sần xuôi, u sưng với nhiều kích cỡ khác nhau và màu sắc đỏ trắng nhạt, hình củ nứt kéo dài từ phần tiếp giáp với gốc cây đến phần chóp của củ, hay củ đeo các chùm hạt trên rễ, đường kính từ 0,5 đến 1,5 mm. Và nguyên nhân được xác định là do tuyến trùng gây hại. Sau khi biết được nguyên nhân, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tại Lâm Đồng đã có nhiều biện pháp giúp người nông dân canh tác cà rốt chủ động hơn trong việc phòng trừ loại dịch hại này. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những hiện tượng gây hại mạnh và ảnh hưởng lớn đến năng suất mùa vụ của bà con nông dân nếu không được kịp thời xử lý. Tuyến trùng thì đất thì mình làm nhiều thì nó cũng nhiễm, nó bị sưng rễ rồi đấy. Còn nếu mà nó bị nhiều thì cây cà rốt nó bị chĩa ra là mình không có thu hoạch được. Với cà rốt, công đoạn làm vệ sinh thửa đất trước khi trồng vụ cà rốt mới thường không đảm bảo sạch mầm bệnh cũ, đã tạo môi trường mới cho các loài tuyến trùng tái sinh, lây lan, phát triển. Tuyến trùng sẽ làm giảm năng suất, giảm hiệu quả, tăng chi phí sản xuất, đồng thời giảm chất lượng, vị ngon, màu sắc và rút ngắn thời gian lưu trữ. Làm thế nào để quản lý tình trạng tuyến trùng trên cây cà rốt nói riêng và các loại rau màu nói chung? Đây là câu hỏi mà rất nhiều nông dân đặt ra. Và ngay bây giờ mời bà con cùng gặp gỡ với kỹ sư Cao Văn Long Thành để cùng tìm hiểu. Vâng, xin chào kỹ sư ạ. Hiện nay thì tình trạng tuyến trùng gây hại trên cà rốt cũng như một số loại rau màu khá là phổ biến. Vậy thì kỹ sư có thể nói rõ hơn về tình hình gây hại của cái loại dịch hại này không ạ? Xin chào bà con. Tuyến trùng hiện nay nó gây hại rất là lớn ở trên cây rau hoa nói chung, và đặc biệt nó ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và chất lượng cây trồng. Tuyến trùng nó gây hại, các biểu hiện tuyến trùng nó gây hại như là nó làm cho thối nhụn rễ, làm trên cà rốt thì làm cho chẻ củ và làm cho sinh ra nhiều rễ phụ. Thì đối với tuyến trùng thì ở mật độ pH nó dưới 5 thì tuyến trùng phát triển rất là mạnh. Thì về vấn đề canh tác thì bà con thường xuyên kiểm tra là độ pH trước khi gieo trồng, và phải bón phân cân đối ổn định được pH luôn luôn là trên 5, và pH tốt nhất là ở mật độ là 5.5 đến 6 là tốt nhất cho cây trồng. Về một số khi tuyến trùng gây hại thì sinh ra là các cái nấm bệnh gây hại rễ. Thì để quản lý tốt tuyến trùng, sau khi mà bà con canh tác bằng biện pháp canh tác phân bón cân đối thì cần là sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật. Để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị tuyến trùng thì tôi xin giới thiệu với bà con là hai loại thuốc, đó là Tevigo 20 SC và Ridumin Gold. Thì để sử dụng trên quản lý tốt tuyến trùng thì bà con sử dụng đối 1 phi 200 lít nước thì là dùng là 5 chai Tevigo cộng với là 5 gói Ridumin loại 100 g là tưới cho sử dụng cho một sào đất. Cụ thể là đối với cây cà rốt thì chúng ta sử dụng các loại thuốc này vào những giai đoạn nào để có thể phòng trừ tốt nhất được tình trạng tuyến trùng? Để phòng trừ và quản lý tốt nhất tuyến trùng thì giai đoạn mà bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với cây cà rốt là ở giai đoạn sau trồng 3 ngày và là sử dụng đợt 1, và đến đợt tiếp theo là bà con tưới lặp lại là sau 20 ngày sau khi mình tưới đợt 1. Những loại thuốc này thì hiện nay có thời gian cách ly bao lâu, và người tiêu dùng thì đang rất là quan tâm đến việc an toàn vệ sinh thực phẩm, thì những loại thuốc này nó có để lại tồn dư nhiều ở trong các loại cây trồng, đặc biệt là các loại rau của mình hay không ạ? Đối với dòng thuốc của Sigenta hiện nay là mật độ cách ly của nó là 7 ngày. Thì khi mình phòng trừ tuyến trùng ở giai đoạn đầu là theo xôi trồng 3 ngày và sau đó 20 ngày thì nó rất an toàn đối với là dư lượng bảo vệ thực vật. Nó không có tồn dư. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ với cô kỹ sư. Quản lý tốt dịch bệnh, khống chế tuyến trùng phát sinh gây hại sẽ giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho bà con nông dân. Hiện tại giá cà rốt đang khá ổn định, từ 9 đến 10.000 đồng 1 kg. Với giá bán này, nếu bà con đầu tư hợp lý, sẽ mang về một khoản lợi nhuận không nhỏ cho gia đình. Bà con và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Trồng dâu bằng giá thể đã trở nên phổ biến với nông dân Đà Lạt. Ưu điểm của cách trồng này rất nhiều và mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân. Treo dâu trên giàn cũng là cách trồng giá thể, hiện được nhiều nông dân áp dụng. Cách này có ưu điểm gì và thực tế ra sao? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu. Nói đến trồng dâu treo, không thể không nhắc tới anh kỹ sư nông dân Nguyễn Thanh Trung. Đưa cây dâu lên giàn từ năm 2012, thời điểm bị nói là gàn dở, không giống ai. Thế nhưng chính từ 400 mét vuông dâu này, anh đã gây dựng nên thương hiệu dâu sạch Thanh Trung nổi tiếng bây giờ. Sau vài năm canh tác dâu trên giàn, anh lại tiếp tục bứt phá làm giàn treo để trồng dâu. Mô hình này không chỉ đẹp, thu hút khách du lịch đến tham quan mà còn rất nhiều lợi thế. Qua một thời gian anh làm thì anh khắc phục anh thay đổi cái thiết kế là treo lên thì nó tiết kiệm cái chi phí hơn, với lại là nó cái mức độ bền, cái thời hạn sử dụng của cái giàn thì nó sẽ lâu hơn. Cái ý tưởng từ đâu mà thay vì anh làm giàn như bình thường thì anh lại treo lên như thế này ạ? Tại vì mình đã làm giàn bình thường là cái đây là 4 năm rồi, nhưng mà cái giàn thì do mình tiết kiệm chi phí, mình làm bằng cái chân gỗ thì nó tiếp đất thì thời gian nó sẽ bị mục. Và nên khi nó mục thì mình mới nghĩ ra cái ý tưởng là mình sẽ treo lên, thì cái chân nó không mật đất rồi mình treo lên đây thì một phần là nó vẫn được cái nhà kính của mình. Em thấy là cái độ cao của cái giàn này nó cao hơn so với cái giàn mà mình sử dụng bằng chân. Và theo anh thì cái việc mà đưa cái cây dâu lên cao hơn như thế này thì nó có ảnh hưởng đến cái việc thay đổi chất lượng của cái dâu hay không? Khi mà thay đổi độ cao thì khi cái cây dâu nó nằm cao hơn mặt đất càng cao thì cái điều kiện thông thoáng khí ở dưới nó tốt hơn thì cái cây nó sẽ ít nấm bệnh hơn. Và khi mình treo lên vậy thì tùy chỉnh mình muốn làm cao bao nhiêu cũng được. Chứ còn mà nếu như mình làm giàn nó cao quá thì cái giàn nó sẽ không vững. Và từ khu vườn này, rất nhiều những mô hình trồng dâu treo trên giàn khác cũng ra đời, phục vụ cho nhu cầu tham quan hàng ngày của du khách khi đến với Đà Lạt, hoặc chỉ đơn giản là để có trái dâu chất lượng hơn. Đến xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt ngày nay, du khách sẽ dễ dàng tìm thấy vườn dâu treo xinh xắn như thế này. Mặc dù chỉ mới có 2 mô hình trồng dâu cao cấp theo cách treo trên giàn, nhưng đây cũng là một trong những nơi rất được ưa thích và cho ra đời những trái dâu chất lượng. Vườn dâu Gobu được thành lập cách đây gần 1 năm với 700 mét vuông. Mặc dù cách Đà Lạt hơn 10 km, nhưng đây vẫn là địa điểm quen thuộc của nhiều bạn trẻ khi đến với Đà Lạt. Dâu tại vườn được bán với giá 250.000 đồng một ký. Trung bình mỗi ngày khu vườn này cho thu hoạch từ 5 đến 10 kg trái, cao điểm lên đến 30 kg trái, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Làm trồng theo thủy canh này thì mình tưới với lại phân với lại vitamin rồi toàn bộ qua rễ hết, qua cái dàn hệ thống rễ, bơm qua rễ cho nó ăn, tưới qua nhỏ giọt cho nó ăn hết. Thì thường là có trái thì khách họ vô họ mua, mà bữa nào không có trái thì vẫn có khách du lịch họ vô họ tham quan, là du lịch cứ người là cô lấy từ 10.000 tới 15.000 một người vậy đó. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch canh nông là định hướng chung của tỉnh Lâm Đồng và của bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh cũng đã thực hiện khá tốt chủ trương này. Hiện tại thì nhà vườn vẫn vừa trồng dâu để mà hái trái bán, và đồng thời là cũng mở cửa để cho thu hút những cái khách du lịch của các cái địa phương ở trong ngoài tỉnh đến tham quan du lịch, vừa là chiêm ngưỡng, tiếp cận với những cái công nghệ sản xuất hiện đại, theo hướng hiện đại, đồng thời là có thể là hái dâu tại vườn, ăn tại vườn luôn. Vì đây là một cái hướng mà khách du lịch cũng đang rất là muốn, tại vì tiếp cận với nhà vườn, với những cái công nghệ sản xuất như thế này và đồng thời là được trực tiếp hái dâu ăn tại vườn thì khách du lịch rất là thích. Thành ra là đây là một cái định hướng để mà phát triển cái du lịch theo hướng nông nghiệp chung trong xã. Với yêu cầu càng cao của người tiêu dùng, những sản phẩm nông nghiệp của Lâm Đồng cũng đang ngày một cải thiện, đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dâu tây cũng vậy, với những ưu điểm như sạch bệnh, hạn chế được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều như hiện nay, và giá cả của dâu công nghệ cao cũng khá ổn định, không bị phụ thuộc vào thương lái. Những mô hình này lại có thể kết hợp làm du lịch canh nông. Đây là một trong những hướng đi đúng đắn của bà con nông dân cũng như chính quyền các cấp khi đầu tư vào nông nghiệp. Bà con và các bạn thân mến, hiện nay nghề trồng nấm ngày càng phát triển mạnh, kèm theo đó là phế phụ phẩm sau trồng nấm rất nhiều. Việc ứng dụng công nghệ vi sinh giúp xử lý triệt để các loại phụ phẩm sau trồng nấm nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tận dụng để sản xuất giá thể trồng rau sạch có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, góp phần tăng thu nhập cho người dân là giải pháp trồng trọt đang được quan tâm hiện nay. Cách xử lý phế phụ phẩm trồng nấm được thực hiện như sau. Cách xử lý phế phụ phẩm trồng nấm làm giá thể hữu cơ. Nguyên liệu và dụng cụ. Nguyên liệu: bã nấm có thể từ mùn cưa hoặc từ rơm rạ 1000 kg. Chế phẩm vi sinh vật tricoderma 500 g đối với bã nấm từ mùn cưa và 200 đến 500 g đối với bã nấm từ rơm rạ. Vôi bột 10 kg, phân ure 7 kg, phân lân super 20 kg, phân kali clorua 8 kg, cám gạo 10 kg. Dụng cụ: bình ozoa, cuốc, xẻng, cào, bạc, ủng. Xử lý nguyên liệu: loại bỏ túi ni lông bọc nấm và tiến hành đập bã nấm khi đóng tảng thành dạng mụn nhỏ. Ủ đóng. Chọn nơi ủ. Tiến hành ủ ở những nơi thuận tiện cho việc sử dụng, trên nền đất trống hoặc nền xi măng khô ráo, nơi có rãnh xung quanh để tránh nước chảy ra ngoài khi tưới quá ẩm. Có thể ủ trong nhà kho, khu trồng nấm không còn sử dụng, diện tích nền khoảng 3 m2 trên 1 tấn nguyên liệu. Cách ủ. Chia đều phế phẩm và lượng nguyên liệu làm 6 phần, sau đó cho 1 phần phế phẩm vào ozoa nước khuấy đều. Tiến hành rải 1 phần nguyên liệu đã sơ chế với chiều cao từ 20 đến 25 cm, rồi tưới đều chế phẩm pha sẵn trong ozoa lên lớp nguyên liệu đã rải, độ ẩm 45%, bóc nguyên liệu không bết dính vào tay là được. Cứ tiếp tục lặp lại như thế cho đến khi hết các phần nguyên liệu. Sau đó cần phải che đầy đống ủ bằng bạt, bao tải hoặc túi ni lông để đảm bảo nhiệt độ đóng ủ ở mức từ 40 đến 50 độ C. Đảo trộn. Sau khi ủ từ 10 đến 15 ngày, nhiệt độ đóng ủ tăng lên khoảng từ 40 đến 50 độ C. Ở nhiệt độ này sẽ làm cho nguyên liệu bị khô dần và thiếu không khí, cần cho hoạt động của vi sinh vật. Vì vậy, cứ khoảng từ 10 đến 15 ngày, tiến hành kiểm tra, đảo trộn và bổ sung thêm nước nếu thấy nguyên liệu bị khô. Cách đảo. Đảo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Có thể chuẩn bị 2 nền ủ cạnh nhau để khi đảo được tiện lợi. Sau 55 đến 60 ngày thì có thể sử dụng làm giá thể để trồng rau hoa hoặc bón trực tiếp cho cây trồng. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.